Xin chào tất cả các em học sinh khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy xin đại diện cho tổ toán nhóm toán 9 thực hiện bài 1 tiết 1 của hình học lớp 9. Nội dung là một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Chúng ta cùng vào bài học. Mục tiêu của bài ngày hôm nay đó là kiến thức các em phải nắm được nội dung và định lý 1 2 3 4. Từ đó chứng minh được định lý. Về kỹ năng, các em vận dụng hệ thức để làm bài tập một cách thành thạo. Về thái độ, rèn luyện tính cẩn thận và chính xác. Rồi ở đây thầy có tam giác ABC vuông tại A. Cạnh huyền BC thầy đặt là A nhỏ. Các cạnh góc vuông AB bằng C nhỏ và AC là bằng B nhỏ. Đường cao AH bằng H nhỏ. Thì lúc này chúng ta có được hình chiếu của AC và AB trên cạnh huyền là BH bằng C phẩy và HC là B phẩy. Rồi từ đó ta vào cái hệ thức giữa cạnh và góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Chúng ta cùng vào định lý 1. Ở định lý 1 này người ta phát biểu như sau. Đó là trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Thì các em đọc kỹ cái đa nội dung của định lý 1. Thì ở đây ta có hình vẽ. Thì từ cái hình vẽ, mình áp dụng cái định lý 1 vào trong hình vẽ tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Thì mình xét tam giác vuông ABC vuông tại A có đường cao AH. Lúc này ta có được là bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền, tức là B bình bằng A nhân B phẩy và C bình bằng A nhân C phẩy. Rồi chúng ta sẽ áp dụng cái định lý 1 để thực hiện cái ví dụ 1 ngày hôm nay. Thì ở ví dụ 1 này chính là định lý Pythagore, một hệ quả của định lý 1. Thì trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, thì ở đây ta có là A nhỏ thì bằng B phẩy nhân cho A nhỏ bằng B phẩy cộng cho C phẩy, có nghĩa là độ dài của cạnh BC thì bằng BH cộng cho HC. Thì lúc này ta lấy B bình cộng C bình, thì B bình cộng C bình thì lúc này nó sẽ bằng A nhân B phẩy cộng cho A nhân C phẩy. Thì tại vì B bình ở đây mình áp dụng cái định lý 1 của mình vào, và C bình mình áp dụng định lý 1 vào, thì ta đó có được một cái A đẳng thức sau. Thì lúc này ta rút A làm nhân tử chung. Lúc này trong ngoặc sẽ còn lại là B phẩy cộng C phẩy. Và lúc này mình sẽ tính ra được là bằng A bình phương. Thì từ cái công thức B bình cộng C bình bằng A bình, thì từ đó mình sẽ suy ra được chính là định lý Pythagore mình học ở năm lớp 7. Thì để mà phát biểu là định lý Pythagore thì các em tự xem lại. Thì định lý Pythagore của mình tức là cạnh huyền bình phương bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông. Rồi từ đó ta vào cái bài tập áp dụng. Bài tập thứ nhất là trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng và hệ thức nào sai. Thì chúng ta áp dụng cái định lý 1 của mình vào để mình làm cái áp dụng thứ nhất này. Thì ở cái đầu tiên, A bình phương bằng HB nhân HC. AB bình phương là cạnh góc vuông bình phương bằng HB nhân HC, tức là hình chiếu nhân hình chiếu. Thì ở đây mình nhìn nhận, mình áp dụng định lý 1 vào thì mình thấy được cái này là sai. Rồi tiếp tục tới B, AB bình phương bằng HB nhân cho BC. Thì AB bình phương là cạnh góc vuông bình phương bằng hình chiếu nhân cho cạnh huyền. Thì ở đáp án B này là đúng. Rồi ở câu C, AC bình phương bằng HC nhân cho BA. AC bình phương là cạnh góc vuông bình phương bằng HC là hình chiếu nhân cho BA là cạnh góc vuông. Thì ở đây mình dựa vào định lý 1 thì mình dễ dàng mình thấy được là ở câu C này nó sai. Ở câu D, AC bình phương bằng BC nhân cho HC. Thì AC bình phương ở đây là cạnh góc vuông bình phương bằng BC là cạnh huyền nhân cho HC là
hình chiếu, thì cái này là đúng ha. Rồi tiếp theo ta qua áp dụng thứ hai. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng và hệ thức nào sai, thì chúng ta lại tiếp tục áp dụng ở định lý 1 vào trong cái bài thứ hai này. Câu A, NK nhân NM bằng MB bình phương. Thì NK ở đây đóng vai trò là hình chiếu, NM là cạnh góc vuông. Hình chiếu nhân cho cạnh góc vuông bằng MB bình, tức là cạnh góc vuông bình phương. Thì ở đây mình thấy được nó là sai ha. Rồi ở đây câu B, NK nhân cho BN bằng MN bình phương. Thì NK ở đây là hình chiếu nhân cho MNB, hình chiếu nhân cho cạnh huyền bằng MN bình phương. Rồi đúng rồi ha. Rồi tiếp theo ta qua câu C là KB nhân NB. KB là hình chiếu, NB là cạnh huyền bằng BM bình phương. Thì ở đây mình thấy nó là KB là hình chiếu của MB lên cạnh huyền NB, và KB nhân cho NB, NB là cạnh huyền thì bằng cạnh góc vuông bình phương. Vậy là ở đây mình thấy nó là chính xác, là đúng ha. Rồi ở câu D, KN nhân KB. KN là hình chiếu, KB là hình chiếu. Hình chiếu nhân hình chiếu bằng NB bình bằng cạnh huyền bình. Thì ở đây mình thấy là áp dụng cái định lý 1 vào, mình thấy nó là sai. Rồi ở đây mình mới vừa thực hiện hai cái áp dụng để mình củng cố lại cái định lý 1. Rồi tiếp theo ta qua phần 2, một số hệ thức liên quan tới đường cao. Chúng ta cùng tìm hiểu định lý 2. Ở định lý 2, sách giáo khoa phát biểu như sau: trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Rồi ta có tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Rồi mình sẽ vận dụng cái định lý 2 này vào trong cái hình vẽ đó, thì ta thấy được là đường cao bình phương là H bình phương sẽ bằng hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền, tức là B' nhân cho C'. Rồi ta có được là H bình phương bằng B' nhân cho C'. Rồi chúng ta cùng vào ví dụ 2, là ví dụ trong sách giáo khoa trang 66. Mình sẽ vận dụng cái định lý 2 vào ví dụ 2 này. Thì ở ví dụ 2 thì người ta có cái hình trong sách giáo khoa, thì các em quan sát trong sách giáo khoa trang 66 thì ta thấy có cái hình ha. Người ta yêu cầu mình tính chiều cao của cái cây, đúng không? Rồi thì từ cái hình vẽ trong sách giáo khoa thì thầy sẽ vẽ lại cái hình vào trong tập cho nó dễ nhìn. Rồi thầy thực hiện thầy vẽ ha. Ở đây thầy có tam giác ADC vuông tại D, đường cao là DB. DE là bằng 1,5m, AE bằng 2,25m. Rồi để thực hiện cái này thì ta vận dụng định lý 2 vào, thì người ta yêu cầu mình tính là chiều cao của cây, tức là AC. Thì muốn tính được chiều cao AC thì mình phải tính được, mình phải có được là BC và BA. Thì ở đây mình thấy cái đoạn DE với cái đoạn BA nó bằng nhau, tức là bằng 1,5m rồi, nên ở đây mình chỉ cần tính cạnh BC. Thì ở BC này chính là hình chiếu của cạnh CD lên cạnh huyền CA. Thì muốn tính CB là hình chiếu, đúng không? Thì ở đây mình vận dụng cái định lý 2 vào, tức là đường cao bình phương thì bằng hình chiếu nhân cho hình chiếu, đúng không? Thì ở đây ta xét tam giác ADC vuông tại D. Rồi ta có DB là đường cao ứng với cạnh huyền AC và AB bằng DE bằng 1,5m. Thì theo định lý 2 ta có BD bình phương bằng AB nhân BC, tức là đường cao bình phương sẽ bằng tích của hai hình chiếu. Rồi ta bắt đầu ta thế số vào.
Thì BD bình phương chính là 2 phết 25 bình phương bằng 1,5 nhân BC. Thì từ đó mình sẽ suy ra được BC sẽ bằng 2,25 tất cả bình phương chia cho 1,5. Thì mình bấm máy tính thì mình sẽ ra được là 3,375 mét. Rồi vậy ở đây sau khi mình tính được đoạn thẳng BC thì mình tính chiều cao của cây AC. Thì chiều cao của cây AC chính là bằng AB cộng cho BC. Mà AB mình biết rồi đúng không? AB thì nó bằng DE bằng 1,5 mét. Thì từ đó mình sẽ có được chiều cao của cây là 1,5 cộng cho 3,375 thì sẽ bằng 4,875 mét. Rồi ở đây thầy mới vừa vận dụng định lý 2 để giải cái ví dụ sách giáo khoa trang 66. Thì các em xem lại cái bài giải trong sách giáo khoa. Tiếp theo ta qua định lý 3. Thì định lý 3 phát biểu như sau: trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Rồi, ở đây thầy có hình vẽ tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Rồi, ở đây thầy sẽ vận dụng cái định lý 3 vào cái hình vẽ tương ứng. Thì lúc này thầy sẽ có được là B nhân C bằng A nhân H. Tích hai cạnh góc vuông, tức là AB nhân AC, B nhân C đó là bằng tích của cạnh huyền nhân đường cao, tức là A nhân H. Đó là nội dung của định lý 3. Rồi ở cái định lý 3 này thì mình sẽ vận dụng, mình làm bài tập trong sách giáo khoa sau. Thì ở đây mình thấy mình tiếp tục qua định lý 4. Ở định lý 4 sách giáo khoa phát biểu như sau: trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông. Rồi mình ứng dụng vào tam giác. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Thì lúc này mình sẽ có được là nghịch đảo của bình phương đường cao, tức là 1 phần H bình phương bằng tổng nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông, tức là 1 phần B bình cộng cho 1 phần C bình. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ vận dụng cái định lý 4 này. Mình sẽ làm cái ví dụ 3 trong sách giáo khoa. Thì ở ví dụ 3 này, người ta cho hình vẽ một cái tam giác vuông đường cao với hai cạnh góc vuông lần lượt là 6 và 8. Đường cao người ta ký hiệu là H. Bây giờ người ta yêu cầu mình tìm H, tức là đường cao của tam giác này. Thì để giải bài này thì mình phải, người ta cho một cái tam giác, không cho tên cái tam giác đó là gì và đường cao tên là gì. Thì ở đây mình phải tự mình đặt tên cho cái tam giác cũng như cái đường cao từ đỉnh hạ xuống cạnh huyền. Rồi ở đây thầy thực hiện đặt tên cho cái tam giác để mình dễ dàng mình làm bài. Rồi thầy đặt tên ha. Thì ở đây thầy đặt tên là tam giác ABC vuông tại A, đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh huyền BC tại H. Rồi có độ dài thì ở đây sách giáo khoa người ta đã cho cái độ dài và người ta yêu cầu mình tìm đường cao AH, tức là bằng H đó. Thì để vận dụng cái định lý 4 này để làm bài tập thì ở đây mình mới vừa học định lý 4 đúng không? Thì mình sẽ có được cái công thức là 1 phần H bình phương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các cạnh góc vuông, tức là sẽ bằng xét tam giác ABC vuông tại A của đường cao AH, ta có 1 phần AH bình phương bằng 1 phần AB bình phương cộng cho 1 phần AC bình phương. Đó là nội dung của định lý 4 mình áp dụng vào. Và sau đó thầy thế số vào. Thì ở đây thầy thế vào, thầy sẽ có được là 1 phần H bình phương bằng 1 phần 6 bình phương cộng cho 1 phần 8 bình phương. Sau đó thầy thực hiện, thầy quy đồng và thầy tính cái H bình phương. Thì 1 phần H bình phương sẽ bằng 8 bình phương cộng 6 bình phương phần 6 bình nhân cho 8 bình. Cái này bước này thầy thực hiện là quy đồng ha. Thì mình tự quy đồng vào trong nháp mà mình tính.
Thì từ đó thầy sẽ suy ra được h bình phương là bằng 6 bình phương nhân cho 8 bình phương phần 8 bình phương cộng 6 bình phương. Thì lúc này thầy sẽ tính h bình phương ra và lúc đó thầy sẽ rút căn. Rồi thầy sẽ thực hiện lấy căn. Thì ở đây căn của h bình phương thì trong hình học thì mình sẽ lấy giá trị dương của nó, thì h nó sẽ bằng 4,8. Thế đây thầy đã thực hiện áp dụng cái định lý 4 vào giải cái ví dụ 3 trong sách giáo khoa. Thì các em xem lại và nhớ phải học thuộc các công thức. Thì để khi mà mình làm bài tập á, thì mình phải học thuộc tất cả các định lý 1, 2, 3, 4. Thì mình từ đó khi mà một bài tập người ta ra thì mình sẽ vận dụng 4 cái định lý đó vào các yếu tố để mình tính toán các cạnh có liên quan. Thì cái đó là nội dung của 4 định lý 1, 2, 3, 4. Thì cái phần tiếp theo là phần hướng dẫn về nhà. Thì để hướng dẫn về nhà thì các em phải bắt buộc phải học thuộc nội dung định lý 1, 2, 3, 4. Thì từ cái 4 định lý này các em mới có thể vận dụng một cách thành thạo, làm tất cả những bài tập liên quan tới hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Rồi thứ hai là xem lại các bài tập đã sửa trên lớp, tức là những cái ví dụ nãy giờ thầy có những cái ví dụ minh họa đó. Rồi tiếp theo là làm bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 và 69 sách giáo khoa. Thì đây là cái phần là các em phải tự mình học thuộc và vận dụng dựa vào cái ví dụ minh họa đó. Thì các em phải làm bằng được cái bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 và 69 sách giáo khoa. Thì những bài tập này là những bài tập vận dụng cơ bản. Rồi chúc các em làm bài tập và học bài ở nhà thật tốt. Thì tiết dạy hôm nay thì chúng ta kết thúc cái nội dung về lý thuyết và cái hướng dẫn về nhà. Cảm ơn tất cả các em.